Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn, các nhà đã đến với kênh Thùng Đĩa Cà Mau. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2022. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại ấp Bầu Tròn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thì hôm nay là Linh cũng thay mặt một số mạnh thường quân trở lại thăm hoàn cảnh của anh Lép. Anh Lép thì lúc trước là cũng được mạnh thường quân hỗ trợ cây nước với số vốn làm ăn. Thì bữa nay tiếp tục được mạnh thường quân hỗ trợ nên là Linh thay mặt mạnh thường quân ghé qua thăm lại hoàn cảnh của anh Lép với bé gái. Thì bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn mình cùng vào trong tìm hiểu hoàn cảnh của anh lại nha. Chắc mấy bữa nay đi đặt lú hay gì, thấy lú treo dữ rồi nè. Dạ chú. Bữa giờ nghe nói chú đi làm hả? Mới về 2 ngày làm được 9 ngày. Dạ. Đi làm đâu? Thì còn á. Dạ. Đi 9 ngày rồi có đủ tiền xe không? Đi làm 9 ngày rồi chưa có tiền đó rồi sao có tiền xe? Chó nó là nay khỏe không? Ồ, bữa nay mặc đồ mới rồi đó. Leo lên này. Bữa nay mặc đồ mới đẹp gái quá trời luôn. Dạ chú lên trên ngồi đi chú. Rồi bữa giờ chú đi Sài Gòn rồi làm gì cho anh? Rồi bé nhà với ai, bà nội hả? Dạ. Rồi đi quen ta giới thiệu hay sao? Rồi làm ngày được chơi nhiêu, trả được nhiêu? Trả ngày 350. 350 mà đi 9 ngày chưa trả tiền? Chưa tiền luôn. Dạ. Được 2 triệu mấy ứng dòng nó còn triệu mấy, nó giờ bữa chuyển về mới có chuyển. Dạ. Rồi về có tính đi nữa không? Chắc đi, đi làm lại chứ mày thiếu vốn hay gì. Dạ. Phụ vô mua cái trường cái máy làm. Dạ. Nghe nghe nói hè nè mà nhỏ không đi học rồi đi cho anh, và để tới vô học rồi về lo đưa đứa nhỏ đi học. Đâu có đi làm được. Dạ. Thì bữa nay á, là lần trước ông tới thăm rồi à, cũng mạnh thường quân xem được cái video đó, thì có cô chú Sáu ở bên Úc á, cô chú thấy là gửi lại một số vốn nhưng mà chưa có đủ tiền mua cái xuồng á, thì cô chú bữa nay nhờ con tới gửi cho mình thêm một số tiền để cho đủ mua cái xuồng. Với đây thì có cô chú Sáu cũng nhờ con mua khăn rồi cho bé nè, tại vì sợ là nhà mình đàn ông không có phụ nữ thì không có mua cho bé để sinh hoạt. Và đây là đồ lót của bé, và đây khăn, khăn lớn là của anh, khăn nhỏ là của bé ha. Đây có khăn mặt rồi khăn tắm. Ở này là của con nè, lớn này, cái này là đồ lót anh chồng. Còn ở đây là có cô ở trên thành phố Hồ Chí Minh đó, có gửi 500 ngàn thì cô mua bánh với sữa cho con á. Nè cái này là của con nè. Đó giờ cha có mua bánh cho ăn không? Đây rất là nhiều bánh đó. Thì đây em cũng thay mặt cô chú Sáu gửi lại cho anh số tiền cô chú Sáu gửi ha. Mà bữa giờ tính qua mà nghe nói anh đi làm mà không có qua được. Năm điện mà đi làm rồi cái máy tắt nguồn nắng lắm mà đâu có để đâu, nó nóng rồi bỏ ăn cặp rồi về mà bảy mà điện, điện năm điện không được. Dạ. Thì cô chú Sáu là gửi 4 triệu đồng, có nhờ mua quần áo với khăn khiếu là mua hết 350 ngàn, là còn 3 triệu 550. Với một chị ở Canada thì chị có gửi một số tiền, chị nói là gửi cho con là 50 đô để con để dành đi học hay là ăn bánh gì đó. Thì đây là tổng là 50 đô thì được 800 mấy, con làm tròn lên 900. Thì với 3 triệu 350 là được 4 triệu 250 ngàn ha. Còn bánh này là 500 ngàn của cô Dung ở trên thành phố Hồ Chí Minh gửi. Thì cô mua bánh là 364 ngàn với sữa 150 mấy ngàn nữa. Đó, cái này là phần của con. Rồi đây gửi lại cho anh luôn ha. 1, 2, 3, 4 rồi 4 triệu 250. Rồi cái số tiền này chắc là đủ mua cái xuồng rồi đó, để anh ở đây đi đặt lú đi lo cho mấy nhỏ đi học nè. Giờ còn hè thì đi làm phụ thêm cũng được, kiếm thêm ngày đi làm 350 ngàn cũng ngon lắm chứ bộ. Đây kiếm 350 ngàn cực ạ. Xuồng mới 8 triệu à? Dạ. Tại vì máy bây giờ nó có 2 triệu mấy, không tới 3 triệu là được cái máy Honda 5 ngựa 5. Máy nó xài bền chú, chắc nhanh hư rồi. Không bền đâu. Mà xài chảy lắm. Xài được 1-2 năm. Được 5-2 năm, không xài được lâu. Độ của Việt Nam mà.
này con được 1-2 năm. Vỏ thì chắc có khoảng 3 triệu rưỡi. Dạ không, có vỏ 7 triệu á. Hỏi thử là 5 nó 9 là nó 5 triệu 3 nữa. Tại vì giờ giật giá nó lên giá quá chú. Dạ. Năm nó chính là 53 đó. Lâu dữ rồi đâu có mua. Thì giờ để dằm đi, bữa được mớ với đêm bữa nay được mớ rồi đi làm 3 tháng hè cũng được bộn tiền rồi. Bữa nay nữa là mua dư sức cái xuồng rồi. Dư được cái đủ cái xuồng rồi đó. Cái máy gác đi làm nhìn giùm thêm mua. Còn được 4 triệu. Cả tiền lú với tiền xuồng đó hết là còn được 4 triệu. Con chịu con xài đúng không ạ? Để rồi, mình dụng góp mua xuồng máy đi làm lấy tiền xài chứ mà làm 9 ngày không cho tiền. Tụi con mà làm chứ đâu ý người ta cho cái mình lấy tiền xài hết thì đâu có tiền đâu. Nói cái câu này là rất vui á. Đâu có người ta vui lắm. Đâu có mà có xuồng có máy mà đi làm ăn được giúp đỡ cho mình. Dạ. Cái đồng tiền này mình dành dụng mình để mình mua xuồng máy chứ. Tao ý được. Dạ tôi thì cho nhiêu cái xài hết như vậy nữa nó hỏi xuồng máy đâu. Dạ thì cô chú Sáu thấy bữa không đủ cái xuồng đó nên là cô cháu chú Sáu gửi thêm cho đủ tiền mua cái xuồng đó. Hỏi sao người ta cho tiền đi làm cho tiền anh Dũng mua xuồng riêng cái con đi làm mình xài chứ. Dạ. Trong cuộc sống thì ai cũng muốn mình có ăn có mặc. Dạ. Khá giả nhưng mà đôi khi cả đời cũng không được. Dạ. Đó, nhưng mà người ta thương mình. Cái này con Tháo là thấy thương được. Mình thương con là gì? Thấy con lo làm ăn. Không cần quá trời bắn không nổi nhẹ. Cái đó là mạnh thường quân người ta thích chứ. Này làm đi lô xé ra phấy nước nóng. Quậy cho bà nội uống. Có cái nước kia được cái tiền con rất mừng. Bánh nè. Bây giờ con sắm con thiệt bánh luôn là con bánh này mềm cho bà nội ăn được. Mua tương mua nổi đâu. Đi mà giận đủ rồi sắm mà đâu dễ mua nổi. À bánh bà nội phái đó hả? Đây nó nè. Phái dữ mình. Thương bà nội ơi, chỉ cái bánh này bà nội phái nè. Nghe nó ở bà nội giờ không ở cha. Ở cha nó đi. Dạ. Không phải ở nhỏ đó từng đấy. Dạ dạ không bảo dân phát khóc chết là đủ đuổi không bảo nó. Dạ. Tranh thủ người làm tới mấy tháng hè này về đưa học rồi nó đâu chạy xe được có xe đạp kìa mà ở xíu nó đạp thất nghiệp quá à. 11 2 giờ nó về tới nhà. Dạ. Cái đường khó chạy quá. Đường khó chạy bằng nít nó mới nhỏ mới ra đường rồi xe lớn nó bốc kẹt nó sợ nữa. Này có xuồng đi đường này. Rồi cái nước bữa giờ xài nước lên tốt không chú? Tốt. Dạ. Chúng cũng chưa có gắn rồi nó xài đỡ rồi đi làm đi gửi còn không chắc để nhà. Dạ. Nhà sợ nó giữ nó kinh mất tiền. Dạ. Chừng nào về ổn định thì mới... Tôi vợ đẳng nhà đẳng. Dạ. Ổng ở này. Dạ. Thì thôi cũng có hai cha con rồi gửi con gái cho cô anh đi làm kiếm thêm cũng được. Tranh thủ thời gian hè này cháu nó chưa học. Chúng tôi làm chút. Tháng nào cũng làm lúc không dịch bệnh rồi tháng nào làm hết làm. Dạ, thì giờ mình kiếm được nhiều kiếm. Thì xuồng thì có rồi, đủ rồi. Bây giờ cố gắng mày mần sao mày mua được cái máy nữa tao mới khen. Dạ dạ. 3 tháng nó chắc đủ mà ngày tới 350 ngàn. Không, làm nếu như chịu làm thì đủ. Tại nó không ăn nhậu, không cờ bạc gì hết thì mà nó còn. Thằng tháng cũng được 90 triệu chứ bộ. Đi làm cho nó mấy thằng làm chung á. Hỏi sao mà mày không nhậu? Không, không nhậu, tôi không nhậu. Uống phê uống à. Dạ. Uống phê uống còn nhậu không? Rồi đi làm vậy người ta có bao ăn không chú? Không, hay là mình xuất tiền ăn? Ăn mình chưa nè. Rồi ở rồi ở đâu? Như là ở nhà chỗ rồi nó muốn chọi mình ở rồi mình ở láng cũng được. Dạ. Còn ăn ăn thôi. Dạ. Biết cái từ ở láng là ở gì không? Là ở đại với câu chỗ không, làm chỗ hay làm luôn á. Ngay chỗ làm. Chỗ làm luôn á. Dạ, đúng rồi. Những cái liều gì? Liều đó tao kêu ở láng đó. Dạ. Đó. Ngay chỗ làm luôn. Kể có mình mà cũng dễ sống. Năm sau phải đi học lại nha không? Cha mà không cho đi học là phải đòi đi học lại nha không? Con mà cố gắng lo làm ăn thì chắc chắn có ngày mình cũng sẽ vươn lên. Đó, mà vươn lên đó, đời của con thì cũng ổn rồi. Nhưng mà chủ yếu là con bé. Nhớ nha, năm sau phải kêu cha cho đi học lại. Con đang bệnh bà luôn chứ còn gắng là làm. Mình sẵn sàng mấy năm rồi. Gán coi đi khám để còn sớm chị được. Chứ tới nặng là đi chạy thận mà tốn tiền lắm. Bệnh phận cái bệnh mà mắc chạy tiền nhất mà. Chạy mà một tuần lễ hai lần mà chạy không sống chứ. Dạ, bởi vậy còn khỏe mình nhớ đi khám thường xuyên để coi thuốc thang lúc này mình uống nó dễ. Thằng con của ông phải mà là làm ở chỗ nó có điều kiện để vô mấy bệnh viện lớn nay mấy cô chú gửi bánh cho thì vui không? Khi mà đau mỗi hôm á, đâm uống thường đó. Cũng hay lắm. Chú cứ làm có chỗ nó bảnh lắm, chỗ tiền bạc nó yên lắm.
con làm nó cho con xe máy về luôn á. Chỗ đó bây giờ nó, chỗ đó bây giờ nó nghỉ làm thì nó không còn làm nữa. Chỗ này không yêu. Đi làm 9 ngày mà thiếu tiền ta. Không biết có trả không nữa. Dạ nó đến sáu này nó nghe gửi về mới tới gửi không biết. Dạ. Gửi về nó chứ đi làm cực khổ mà. Mấy năm trước con có làm có cho người bắt nha. Là đâu thiếu con 9 triệu. Đúng một năm sau á là điện không được đó. Tới ngày 27 Tết nó mới chuyển về. Dạ. Chuyển về con. Cứ người ta giật luôn rồi ta. Tại vì lúc đó khó khăn, dạ. Người ta không có thanh toán được. Có người ta cũng trả. Tiêu đó mấy thằng kia nói rồi, ông tiêu đó. Giật con tiêu cũng nói trả cũng mừng. Dạ. Rồi vậy thôi, bữa nay thì thay mặt cô chú Sáu với cô ở bên Canada với chị Dung ở trên thành phố Hồ Chí Minh gửi bánh kẹo nè, với gửi một số tiền cho anh. Rồi cảm ơn, chúc anh với hai bé là nhiều sức khỏe nha, năm sau nhớ đi học lại nha con. Cảm ơn chúc lại. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cô chú Sáu. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, chú Sáu ăn dạ. Rất nhiều. Dạ, với cô ở bên Canada, với chị Dung ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bữa nay quay lại là thấy nhà cũng lo làm ăn chứ không có chơi bời nhậu nhẹt thì cũng mừng. Dạ. Rồi con năm sau là phải đi học nha, cái việc dạ. Của con quan trọng nhất là phải đi học đó. Dạ. Ừ, giỏi. Rồi cô đi về ạ. À. Rồi xin phép anh đi về ha. Dạ. Dạ.